Chào mừng các em trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 8 của trang web olm.vn. Các em à, ạ, nếu con có một mạch điện gồm có một pin, một bóng đèn và một công tắc. Vậy làm thế nào để có thể mô tả cách mắc các thiết bị điện? Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đó qua bài học hôm nay nhé. Mạch điện đơn giản Nội dung chính của bài học gồm có một Mạch điện và các bộ phận của mạch điện 2. Công dụng của một số thiết bị điện Chúng ta cùng tìm hiểu về mạch điện và các bộ phận của mạch điện. Kèm mạng, tùy mục đích sử dụng mà người ta ghép các thiết bị điện với nhau bằng các dây dẫn điện, từ đó tạo thành một mạch điện. Ví dụ, ở mạch điện này thì chúng ta thấy gồm có một pin, một bóng đèn và một công tắc. Bất cứ mạch điện nào cũng gồm có các bộ phận sau. Nguồn điện, dây nối và các thiết bị tiêu thụ năng lượng điện, ví dụ như bóng đèn, động cơ điện, bếp điện, tivi, quạt điện, tủ lạnh, vân vân. Để có thể mô tả đơn giản một mạch điện, và lắp mạch điện đúng theo yêu cầu thì người ta dùng sơ đồ mạch điện. Đây là một ví dụ về sơ đồ mạch điện đấy các em ạ. Để vẽ được sơ đồ mạch điện như thế này thì ta cần phải dùng các ký hiệu theo các quy ước đã thống nhất. Đây là một số ký hiệu các bộ phận cơ bản của mạch điện. Đầu tiên đó là nguồn điện, ví dụ như pin hay ắc quy thì có ký hiệu như sau. Và nguồn điện thì có một cực dương và một cực âm thể hiện rõ trên ký hiệu. Và đây là ký hiệu của bóng đèn. Dây nối thì được ký hiệu bởi một đoạn thẳng. Công tắc, ta lưu ý có hai trường hợp, đó là công tắc đóng và công tắc mở. Điện trở thì được ký hiệu như sau. Và đây là ký hiệu của chuông điện. Ký hiệu của diode. Ký hiệu của diode phát quang hay còn được gọi là đèn LED. Biến trở là một thiết bị có thể thay đổi được điện trở và được ký hiệu giống như ký hiệu của điện trở và thêm một mũi tên. Ampe kế, ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện trong mạch và hai chốt dương âm của nó. Và đây là ký hiệu của vôn kế dùng để đo hiệu điện thế. Và cuối cùng, đây là ký hiệu của cầu chì. Để ghi nhớ các ký hiệu chúng ta vừa tìm hiểu thì các em hãy trả lời câu hỏi tương tác sau nhé. Gọi tên các thiết bị được đánh số từ 1 đến 4 ở sơ đồ mạch điện dưới đây. Các em đã trả lời rất tốt rồi đấy. Số 1 chính là nguồn điện, số 2 là công tắc, số 3 là bóng đèn và số 4 là điện trở. Vậy ta có thể thấy mạch điện này gồm có các thiết bị điện, đó là nguồn điện, công tắc, bóng đèn và điện trở được mắc nối tiếp với nhau. Câu hỏi tiếp theo, dòng điện cung cấp bởi pin hoặc ắc quy có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều. Người ta quy ước chiều dòng điện trong mạch điện là chiều từ cực dương của nguồn điện qua dây nối và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Vậy kèm hãy vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện sau. Chúng ta hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. Kem đã trả lời rất tốt rồi đấy. Chiều dòng điện trong các mạch điện được biểu diễn như trên. Kem hãy nhớ rằng chiều dòng điện là chiều từ cực dương của nguồn điện đi qua các dây nối các thiết bị điện rồi tới cực âm của nguồn tương tự ta sẽ xác định được các trường hợp tiếp theo bây giờ chúng ta cùng chuyển sang nội dung tiếp theo của bài học ta tìm hiểu về công dụng của một số thiết bị điện đây là một số thiết bị điện thông dụng kem mẹ cho cô biết Tên của chúng nhé Đúng rồi đấy kem ạ Thiết bị đầu tiên là cầu trì Thiết bị này là cầu dao tự động Đây là rơ le Và cuối cùng là chuông điện Kem có biết các thiết bị điện này có công dụng gì không? Trong quá trình sử dụng điện Thì dòng điện có thể bị tăng lên đột ngột Do một số nguyên nhân như chập điện Điều này có thể làm hỏng thiết bị điện hoặc gây hỏa hoạn Để giữ an toàn cho người và các thiết bị điện thì trong các mạch điện thường được lắp thêm các thiết bị an toàn Và cầu trì, cầu dao tự động hay rơ le là các thiết bị an toàn đấy kèm ạ Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cầu trì nhé Đây là hình ảnh của một loại cầu trì một bộ phận cơ bản của cầu trì đó là đoạn dây trì nóng chảy ở nhiệt độ thấp so với các kim loại khác vì một lý do nào đó dòng điện trong mạch có thể đột ngột tăng quá mức thì lúc đó dây trì sẽ nóng chảy làm cho mạch điện bị ngắt mạch điện bị ngắt thì sẽ tránh được các hiện tượng cháy nổ chập điện và đảm bảo được an toàn cho chúng ta và trong mạng điện gia đình thì cầu trì được mắc nối tiếp với các thiết bị điện. Ví dụ như trong mạch điện này thì cầu trì sẽ có tác dụng bảo vệ bóng đèn. Khi dòng điện quá lớn thì dây cầu trì sẽ bị đứt, dòng điện được ngắt và bóng đèn được bảo vệ an toàn. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cầu dao tự động. Cầu dao tự động hay còn được gọi là Atomat, là một thiết bị an toàn được mắc trong mạch điện. Và cầu dao tự động cũng có tác dụng ngắt mạch giống như cầu chi. Để có dòng điện chạy trong mạch, ta đẩy cần gạt về phía on. Khi cần ngắt mạch điện bằng tay thì ta kéo cần gạt về vị trí off. Khi xảy ra sự cố làm Dòng điện quá lớn thì cầu dao sẽ tự động chuyển cần gạt về vị trí off Sau khi sửa chữa xong thì ta lại đẩy cần gạt về vị trí on Đây là ví dụ về cách mắc cầu dao tự động trong một mạch điện Cần gạt ở đây có tác dụng ngắt dòng điện Và trong mạng điện của gia đình chúng ta thì có sử dụng cầu dao tự động để kè mạng Cầu dao tự động thì được mắc ngay vào đầu của mạng điện lưới, đưa vào từng hộ gia đình hoặc ở từng tầng của một căn hộ. Rơ le. Rơ le là dụng cụ được mắc trong mạch điện có tác dụng điều khiển đóng ngắt mạch điện tự động. Khác với công tác thông thường, cần đến sự tác động trực tiếp của con người, thì rơ le được sử dụng phổ biến ở các mạch điều khiển tự động, chuyên dụng để đóng ngắt những dòng điện lớn mà những hệ thống mạch điều khiển không thể trực tiếp can thiệp được. Chuông điện Chuông điện là thiết bị ứng dụng hoạt động của nam châm điện khi có dòng điện chạy qua thì chuông sẽ phát ra âm thanh để báo hiệu. Mạch điện của chuông điện được mô tả như sơ đồ sau. Khi có dòng điện trong mạch thì cuộn dây sẽ hút lá thép đàn hồi, làm cho búa gõ vào chuông, chuông sẽ kêu cho đến khi ngắt điện. Các em hãy giải thích tại sao nhé. Các em đã trả lời rất tốt rồi đấy. Khi ta ấn chuông, tức là ta nhấn và giữ công tắc, thì mạch điện sẽ trở thành mạch điện kín. Khi có dòng điện chạy qua dây dẫn, chúng sẽ tạo ra một từ trường trong lõi sắt và biến lõi sắt thành một nam châm điện có thể hút các vật bằng sắt thép xung quanh. Khi đó nó sẽ hút lá thép, kéo cho lá thép dao động đàn hồi búa gõ thì lại nối với lá thép đàn hồi cũng vì thế mà bị hút vào búa gõ sẽ đập vào chuông và phát ra tiếng kêu khi ta thả công tắc ra thì mạch điện trở thành mạch điện hở không còn dòng điện trong mạch nên lõi sắt sẽ mất từ tính và nhả lá thép ra búa gõ không thể gõ vào chuông được nữa từ đó ta có thể thấy Nguyên lý hoạt động của chuông điện thật là thú vị đúng không? Như vậy, trong bài học này, chúng ta đã được tìm hiểu về mạch điện, các bộ phận của mạch điện, công dụng của cầu trì, cầu dao tự động, rơ le và chuông điện. Kem hãy ghi nhớ những nội dung đó nhé! Xin cảm ơn Kem đã theo dõi! hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của olm vn nhé